Phương Quỳnh kính chào quý khán thính giả của đài VNTV và chào mừng quý khán thính giả trở lại với chương trình Bạn Có Biết. Hôm nay Phương Quỳnh một lần nữa rất hân hạnh được ngồi kế anh Roland Lee. Anh là một nhà thiết kế thời trang, chào anh. Chào em Phương Quỳnh và chào tất cả các khán giả của đài VNTV. Chương trình Bạn Có Biết, vậy thì mời anh tới đây làm gì vậy? Anh đâu biết gì đâu. Dạ, thì nếu mà quý vị có coi một vài show trước của VNTV là quý vị thấy là anh Roland là nhà thiết kế thời trang cho cái bộ sưu tập Born to Sparkle, đúng không anh? Vâng, thì cũng hân hạnh là ngày hôm đó em với lại một số các anh chị em của đài có tới và làm cái phóng sự thì cũng rất là hay, cảm ơn em nha. Dạ, và quý vị thấy là bộ sưu tập rất là đẹp. Mà Phương Quỳnh mới được biết đây anh là một gọi là bác sĩ dược khoa, đúng không ạ? Thì cũng đúng, cái đó là cái ngành nghề chính của mình. Dạ, rồi cái lý do nào mà từ một bác sĩ dược khoa mà anh trở thành một nhà thiết kế thời trang? Vì cái lý do gì nó hơi viển vông một chút, nhưng mà cuốn theo chiều gió. Tức là đời nó có những cái thay đổi cũng hơi lạ, nhưng mà mình có những cái opportunity tới thì mình nhận nó vậy thôi. Thì thực chất là mình đã biết may từ lúc rất là nhỏ. Khi mà gia đình mẹ có nhà may, thành ra từ lúc 7-8 tuổi là đã bắt đầu lên bàn máy may, may những thứ đồ chơi, may thú bông, may những thứ mình thích may. Và sau đó thì khi gia đình định cư ở Mỹ thì mình không có theo đuổi những cái gì về nghệ thuật nữa, tại vì thấy cái đó nó không có là một cái thực tế để mà kiếm kế sinh nhai chẳng hạn. Thành ra mình theo đuổi những cái gì nó thực tế hơn, như là về science, về những ngành như dược, y. Thành ra, nhưng mà sau đó rồi thì khi mình đã đi làm việc rồi thì mình có những cái tiếng gọi, nó là cái call of passion. Mình theo một cái tiếng gọi đam mê về nghệ thuật. Thế nên mình trở về mình làm nhiếp ảnh và hội họa. Và sau đó cùng là bây giờ là fashion, là cũng là một trong những cái mình đang theo đuổi. Rồi em biết là cái bộ sưu tập vừa rồi của anh là về đầm dạ hội. Khi mà anh nói về fashion đó là thường anh theo đuổi về cái nào, giống như là áo dài, áo dạ hội hay là những cái loại nào ạ? Thực ra thì cái fashion show đầu tiên mà anh làm là một bộ collection áo dài. Tại là cái truyền thống của người Việt Nam mà mình phát huy cái truyền thống đó và mình đem cái bộ áo dài tới và giới thiệu cho khán giả ở Mỹ. Nhưng mà sau đó thì với áo dài có rất là nhiều các nhà thiết kế làm áo dài và cũng rất là đẹp và cũng rất là bắt mắt. Thế nên mình nghĩ là mình không nên để theo đuổi những cái gì mà như mà con đường mòn có người đã đi rồi. Thì anh theo đuổi cái này là cái thích của anh là về những cái classic, những cái kiểu fashion mà hơi cổ điển một chút. Kiểu như là những cái áo đầm dạ hội, red carpet, để mà cái đó nó có nhiều tính cách nghệ thuật hơn là những cái bình thường mà mình thấy, như những cái thứ hàng chợ mình hay gặp. Dạ, tức là anh muốn đột phá hơn trong cái design của mình, đúng không bạn? Mà vẫn cổ điển. Vẫn cổ điển, nhưng mà mình có một chút gì đó cách tân, đột phá theo cái lối suy nghĩ của mình. Dạ. Rồi hồi nãy anh nói là ngoài cái fashion ra là anh còn đam mê về nhiếp ảnh, đúng không ạ? Hoặc là còn cái gì khác nữa không ạ? Thì vâng, mình cũng làm nhiếp ảnh gia cho một số báo chí trước khi đi học dược. Và năm 2008 lúc đó là economy nó bị xuống đó. Thành ra lúc đó là mất job, mất tình luôn, không còn gì cả. Thành ra thôi đành phải trở về mái nhà trường vậy, phải không? Thành ra mình đi học 4 năm sau thì ra lại bằng bác sĩ dược khoa. Dạ rồi, anh có dự định gì trong tương lai không? Về giống như là fashion hoặc là về nhiếp ảnh? Cái dự định trong tương lai của anh là thì gì? Vẫn theo đuổi fashion thì trong tương lai vào chắc tháng tới sẽ ra một collection mới nữa. Thành ra nếu có thì sẽ mời em và chương trình theo dõi nhé. Dạ. Rồi anh ra sẽ ra ở đâu ạ? Cái dự kiến này cũng chưa có được thành hình rõ ràng. Dạ. Nhưng mà tới lúc mà anh sẽ ra thì anh sẽ nói cho em biết. Dạ. Rồi còn về nhiếp ảnh thì anh có dự định là tiếp tục nhiếp ảnh không ạ? Thì anh vẫn theo đuổi nhiếp ảnh và hàng tuần vẫn đi chụp hình ngoại cảnh, chụp hình những cái gì mình thích. Và cái đó nó cũng là một cái sở thích rất là hay, khi mà mình thấy một bầu trời đẹp, mình có cái máy hình ngay bên cạnh mình chụp một tấm rồi. Cái đó cũng
là một thú vui phải không? Dạ. Rồi cái này thí dụ mà quý khán giả nào của VNTV mà có theo dõi anh, thích những cái bộ sưu tập của anh á, mà muốn là anh là cái nhà thiết kế giống như là máy áo dài, áo cưới hoặc áo dạ hội cho họ thì anh có nhận lời không ạ? Dĩ nhiên không không từ. Dạ. Tất cả các bạn anh trên Facebook nếu mà muốn vào thì cứ vào nhập vào và kiếm và làm bạn, và có những yêu cầu gì thì cứ cho anh biết. Dạ, yeah. Rồi nhiếp ảnh luôn, tức là người ta muốn chụp hình ngoại cảnh thì cũng có thể liên lạc với anh đúng không ạ? Dĩ nhiên. Dạ rồi, em cảm ơn anh đã tới VNTV ngày hôm nay và có những cái chia sẻ rất là chân thật với VNTV ạ. Rồi, cảm ơn em, cảm ơn các quý vị đã theo dõi chương trình. Phú Quỳnh cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.